chào các bạn, tôi đến từ Đà Xanh. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái xe đục bê tông này đó. Thì xe này nó có chức năng là nó có 16 kênh, đó là điều khiển được nhiều công dụng khác nhau. Thì bây giờ tôi sẽ gắn pin vào để test thử coi nó có những chức năng gì. Đây là cục. Đây là nắp hộp để pin. Đây là nó có công tắc on off, ta bật on lên. Tắt bên trái đó là quẹo phải. Nếu các bạn muốn đi thẳng thì chúng ta gạt hai cần liên tiếp. Và lùi cũng vậy, gạt hai cần liên tiếp. Đây là âm thanh, đúng không? Âm thanh tắt thì bật âm thanh. Đây là chức năng khoan. Bây giờ tôi sẽ điều khiển cẩu để nâng xe này lên từng bậc thang. Đó, bây giờ chúng ta bắt đầu. Toàn bộ sản phẩm xe đục bê tông HKN-E560 này gồm có một cái xe điều khiển, một remote điều khiển, một pin 7, 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
dành cho xe điều khiển và một USB sạc. Thì nếu các bạn quan tâm sản phẩm này, bạn có thể truy cập vào trang web trực tiếp asen.vn, sau đó tìm với một từ khóa là HNE560 thì nó sẽ ra toàn bộ hình ảnh và thông tin sản phẩm kèm theo video bên dưới. Nếu các bạn cảm thấy video này giờ thú vị, các bạn có thể like, share và subscribe kênh của mình, thì sẽ có những sản phẩm mới với những mẫu mã đa dạng khác nhau sẽ dành cho các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.